là một tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của các cựu chiến binh. Những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều mô hình hay hỗ trợ giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Đến từng con đường, ngõ xóm ở xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, ai cũng thấy sạch sẽ, không có tình trạng rác bừa bãi để bừa bãi. Có được kết quả này, có sự đóng góp không nhỏ của Hội cựu chiến binh xã Hắc Dịch với mô hình thu gom rác thải, được thực hiện hơn 8 năm qua. Trước đây, ở xã Hắc Dịch, người dân thường bỏ rác không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Năm 2011, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Hắc Dịch phối hợp với các cấp hội đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, đồng thời đề xuất hội đảm nhận công việc thu gom rác thải ở các hộ gia đình. Hàng ngày, rác ở mỗi hộ gia đình có người đến thu gom và tập kết đúng nơi quy định. Nhờ đó, từng khu dân cư trở nên sạch sẽ, rác được để đúng nơi quy định, góp phần giúp môi trường thông thoáng vì hạn chế tình trạng người dân bỏ rác bừa bãi. Thông qua mô hình này, Hội cựu chiến binh xã Hắc Dịch còn tạo điều kiện giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia công việc thu gom rác, có nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Mặt khác, mô hình còn góp phần giúp chính quyền địa phương tiết kiệm chi phí vì không phải thuê mướn dịch vụ công ích. Công việc thu gom rác là vất vả, nhưng mà nó có cái tinh thần phấn chấn, vì sao? Có đồng đội tham gia, có thu nhập, và là công việc công ích nhất là phố phường sạch đẹp, được mọi người khen chứ. Đấy, trong cái cộng đồng của dân cư ta khen là cựu chiến binh làm tốt, là gương mẫu, đồng thời là các bản thân cũng thấy vui vì công việc họ làm, có công việc làm. Hội cựu chiến binh xã Hắc Dịch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, trong đó có mô hình viên thuốc đồng đội được thực hiện từ năm 2012. Hàng tháng, các cựu chiến binh đóng góp một khoản tiền gây quỹ. Nguồn quỹ này đem giúp cho những gia đình cựu chiến binh bị ốm đau, bệnh tật nhưng không có điều kiện chữa trị. Cùng ông Vũ Việt Sơn, chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hắc Dịch, tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Em, là cựu chiến binh thuộc chi hội cựu chiến binh ấp 1 xã Hắc Dịch, chúng tôi mới hiểu hết cái tình, cái nghĩa của những cựu chiến binh trong thời bình. Trước đây, bà Em là thanh niên xung phong, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Năm 1983, bà Em vào xã Hắc Dịch lập nghiệp. Do cuộc sống khó khăn, lại bị căn bệnh tim, nhưng bao năm qua, bà Em không có điều kiện chữa trị bệnh. Từ nguồn quỹ viên thuốc đồng đội, năm 2017, bà Em được hỗ trợ hơn 10 triệu đồng để đi viện tim điều trị bệnh. Hiện giờ sức khỏe của bà Em đã ổn định hơn trước. Tình hình nhà quê hương cũng khó khăn, cho nên đi vào Nam để xin sống, đem con đi. Thì vào đây cực khổ quá, làm ăn không đủ, cho nên được mắc bệnh hiểm nghèo. Mà không nhờ đồng đội đồng chí thì chắc tôi không còn đâu hôm nay đâu. Thì đồng đội đồng chí giúp đỡ cho vay tiền, rồi là giúp đỡ cho tiền thuộc đồng đội hôm nay cũng là cứu được mạng rồi, thôi thì cũng cảm ơn thôi, không phải làm sao được nữa. Hội cựu chiến binh xã Hắc Dịch tích cực vận động hội viên tham gia đóng góp các loại quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ từ thiện xã hội của địa phương với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng một năm. Hội cùng với mặt trận, các đoàn thể đi thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách nhân các ngày lễ Tết và ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm. Chúng tôi là những người lính đã về đến đời thường thì tập trung tập hợp lại trở thành những hội viên cựu chiến binh được xây dựng trên nền tảng của từ các cấp hội. Thì đặc biệt cựu chiến binh xã Dịch đã phát động những mô hình dân vận khéo, như mô hình an ninh dân cư, rồi mô hình thu gom rác, rồi mô hình tình viên thuốc đồng đội. Thì trong những cái mô hình đó thì đặc biệt có hai mô hình tiêu biểu, thì đó là mô hình tình viên thuốc đồng đội. Thì tình viên thuốc đồng đội này sau khi phát động cho hội viên cựu chiến binh để xây dựng mục đích là làm một cái quỹ tình viên thuốc. Đặc biệt thì hội cựu chiến binh cũng xây dựng một mô hình là thu gom rác ở địa phương, được đảng ủy và ủy ban nhân xã hết sức đồng tình là hưởng ứng. Thì trong cái phần việc thu gom rác này, thứ nhất là xây dựng cho phố phường rồi xanh sạch đẹp, và cũng tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh có những cái nguồn thu nhập, dù rằng thu nhập nhỏ nhưng cũng là một cái nghĩa cử rất là lớn để làm sao sạch cảnh quan môi trường. Với những hoạt động thiết thực đậm nghĩa tình đồng đội, Hội cựu chiến binh xã Hắc Dịch đã từng bước tạo dựng niềm tin xứng đáng là cơ sở chính trị của Đảng, của chính quyền địa phương
là nơi tin cậy của hội viên cựu chiến binh, các đối tượng chính sách và bà con nghèo ở địa phương.